Bố chồng 66 tuổi khai dị sau khi chém tử vong con dâu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Lệ, sinh năm 1958, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Tại công an, ông Lệ khai vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024. Sau khi nhậu xong, ông ta bỗng nhớ lại chuyện vào khoảng 8 tháng trước đã bị hai người con ruột cùng con dâu và con rể đến chợ giữ tôm của ông ta thuộc xã Lai Hòa đánh ghen. Trong lúc ông ta có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác tại chòi, tức giận chuyện cũ nên ông Lệ lấy cây dao, loại dao dùng để phát cỏ đi từ chòi về nhà của mình tìm con ruột là Huỳnh Văn Ánh, sinh năm 1979 và con dâu là Võ Thị Hát, sinh năm 1978 để chém cho hả cơn giận. Khi vào nhà, phát hiện Võ Thị Hát từ bên ngoài đi vào nhà thì đối tượng Lệ cầm dao chém khiến chị Hát tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.